Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh phần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ mỗi ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình giữa do thái và hamas và trong đó thì đã có một số những cái phản ứng bắt đầu xuất hiện à, sau một tuần lễ mà tất cả thế giới gần như đứng về phía người do thái và quý vị bắt đầu từ à, tuần tới tuần này và trở đi thì quý vị cuộc chiến này càng kéo dài thì có lợi cho do thái hay không và nếu mở rộng ra thì như thế nào và nếu nó chấm dứt thì ra sao có lẽ đó sẽ là bài phân tích của phong trong cái hiệu tin nhật ký ngày hôm nay quý vị trước khi đi vào hiệu tin nhật ký thì một số bản tin mà chúng ta có được ngày hôm nay đó là ít nhất 100 cái vụ gọi là bài bài do thái hành động bài do thái đã được xác nhận ở pháp kể từ cuối tuần qua đó là cái tin từ pháp rồi elon musk cho biết là trang platform x đã xóa đi hàng trăm cái chương mục của nhóm hamas là tuyên truyền của hamas và Anthony Blinken à, gặp gỡ với lại Netanyahu tại Tel Aviv. Đó là cái tin mới nhất và phía Tổng thống của Israel tức là của Do Thái cho biết là có thể sẽ có thêm những cái luật quốc tế mới và trong đó yêu cầu à, cáo buộc về tất cả những tội phạm chiến tranh. Đó là những cái tin mới nhất và bên cạnh đó thì quý vị, à, đài truyền hình Fox cho biết là Ai cập đã từng cảnh cáo à, do thái về cuộc tấn công đó là lời phát biểu của chủ tịch ủy ban đối ngoại của hạ viện ông Michael McCord đã đưa ra trong đó thì chủ tịch ủy ban đối ngoại của hạ viện hoa kỳ là ông Michael McCord đã lên tiếng và nói rằng à, phía giới chức Ai cập đã từng cảnh báo do thái về tiềm năng cuộc tấn công từ hamas trước khi mà cuộc tấn công này diễn ra tuy nhiên thì phía do thái đã bác bỏ cái chuyện này và nói rằng họ không nhận được tin nào từ phía của ai cập đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới cái vụ à, gọi là xung đột này và quý vị cuộc chiến đã bùng nổ coi như là tới chủ nhật à, thứ bảy này là đúng một tuần lễ và bây giờ bước qua ngày thứ năm à, trong cái cuộc chiến này và chúng ta đã thấy được là do thái đã phong tỏa toàn bộ giải gaza phong bộ toàn bộ có nghĩa là không ai ra vào được và không có điện không có nước không có thực phẩm không có nhiên liệu tất cả đều bị phong tỏa hoàn toàn thì quý vị trong lúc mà họ đang truy sát những tên phần tử của Hamas và việc này đã khiến cho khối Ả Rập bắt đầu có một cái nghi ngại và trước đó mấy ngày thì quý vị nhớ là ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng và nói rằng ông ta đang lo ngại cho cái những người Palestine bị kẹt những người dân thường Palestine bị kẹt trong các trại tị nạn và kể cả ở giải Gaza. Thì quý vị cách đây mấy ngày ông ta đã lên tiếng và bây giờ thì quý vị thấy bên Pháp cũng đã xác nhận là cái um, tổ chức những cái hành động bài do Thái đã có trên dưới 100 vụ theo tương trình của cảnh sát Pháp cho biết có nghĩa là chỉ có 5 ngày thôi chưa tới 7 ngày chưa tới một tuần lễ nữa thì có thể là cái nhìn về cuộc chiến này có thể sẽ bị xoay chiều cộng thêm quý vị một số tin tức được đưa ra liên quan tới do Thái thì uh, sẽ có nhiều người đặt vấn đề lại với do Thái sẽ có nhiều cơ quốc gia đặt vấn đề lại. Trước đó thì Joseph Borrell là người đứng đầu của chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu. Ông ta nói một câu mà tôi thật tôi nghe câu này tôi rất là ngứa mắt nhưng mà kệ. Đó là lời nói của ông ta. Ông ta nói rằng do Thái có quyền tự vệ nhưng mà người dân thường Palestine thì vô tội. Do đó thì không nên vì tấn công Hamas mà gây hại tới người vô tội Palestine. Đó là lời phát biểu của ông nghe ra thì rất đạo đức. Nhưng mà thật sự quý vị, nếu mà quý vị liên tưởng tới cuộc chiến của Nga tại Ukraine và Âu Châu trừng phạt luôn cả dân Nga, thì quý vị sẽ thấy được cái lời nói của Joseph Borrell là đạo đức giả. Tuy nhiên thì có vẻ như là bắt đầu đã có cái khuynh hướng xoay chiều trong cuộc chiến này. Như vậy thì quý vị, cuộc tấn công của Do Thái nếu tiếp tục ráo riết và gây gắt hơn thì sẽ như thế nào? Và thứ hai, là hôm trước tôi có đặt câu hỏi là nếu mở rộng ra cuộc chiến với Iran thì ra sao? và nếu kết thúc thì nó sẽ kết thúc như thế nào nếu không lan rộng tới Iran. Thì hôm trước tôi có làm cái hiu tên nhật ký để cho quý vị thấy là nếu cuộc chiến mở rộng qua tới Iran thì những quốc gia cường quốc trên thế giới, Hoa Kỳ, uh, NATO, Nga và Trung Quốc sẽ có phản ứng như thế nào thì hôm trước tôi đã làm cái bài phân tích rồi. Hôm nay mình đi một cái bài phân tích khác một cái kịch bản khác. Dựa trên những diễn biến đang xảy ra và những tin tức đang xảy ra, chúng ta đi theo một cái kịch bản khác để xem coi lần này là cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu và và chấm dứt như thế nào. Quý vị, phía Do Thái đã thành lập một cái nội các khẩn cấp, trong đó đối phó với lại tiềm năng tấn công và kể cả Hamas, kể cả Hezbollah và Jihad. Đây là ba nhóm khủng bố thường xuyên tấn công vào Do Thái. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà Do Thái tiếp tục có những cái hành động à, gây gắt hơn, tức là tiếp tục phong tỏa giải Gaza, Gaza thêm cả tháng trời nữa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, vẫn tiếp tục dội bom vào các cái vị trí quân sự của Hezbollah tại Lebanon và kể cả việc tấn công vào một số những cái vị trí kho chứa vũ khí hoặc chế tạo vũ khí của Iran ở tại Syria Damascus thì, thì nếu tình hình đó xảy ra kéo dài thì như thế nào? quý vị trước trước khi mà đi vào cái bài phân tích này có lẽ tôi phải mở bản bản đồ lên cho quý vị xem quý vị ok tại đây là là lãnh thổ của do thái nằm ở đây quý vị thấy ở bên trên phía bắc là Syria và Lebanon và ở bên phía đông là Jordan và Amman, Choma, Choma, Jordan và ở bên phía tây tức là phía tây nam là phía của à, lãnh thổ của Ai cập. Thì quý vị khi mà rung gần vô thì quý vị thấy đây là giải Gaza nơi mà đang bị phong tỏa toàn diện là khu vực này. Đây là gọi là Gaza Strip. Thì quý vị vùng tây ngạn thì nằm ở trên đây. Thì à, quý vị nếu như trường hợp mà do Thái tiếp tục có những cái hành động hành động gọi là gọi là gây gắt hơn ở khu vực này và như vậy thì quý vị thấy trên bản đồ là do Thái có cái sự trực tiếp bản đồ của họ là ngoại từ cái vùng biển đi Trung Hải này ra thì Ai Cập, Jordan, Syria, Lebanon là bốn quốc gia có đường biên giới gọi như sát với do Thái thì quý vị. Đây là một trong những cái bản đồ để cho quý vị thấy được cái vị trí như thế nào còn Iran thì nằm tốt ở bên đây lần quý vị. Iran thì nằm tuốt ở bên đây nha Tehran nằm ở trên đây và Do Thái thì nằm ở dưới đây nha quý vị tức là cái khoảng cách cũng khá xa lắm tại vì nó còn khoảng cách ở giữa một quốc gia Iraq nữa rồi quý vị đó là cái bản đồ như vậy thì tôi đặt trường hợp là Do Thái sẽ không mở rộng cuộc chiến tấn công vào Iraq và họ chỉ tập trung tấn công vào Hamas, Hezbollah và Jihad và họ sẽ có những cái chính sách gọi là nghiêm ngặt và có thể nói là khắc nghiệt hơn dành cho người Palestine. Điều này sẽ gây ra một cái phản ứng ngược lại của cộng đồng quốc tế. Trong đó, chính Joe Biden và Liên Hiệp Âu Châu sẽ lên tiếng đầu tiên. Khi mà bắt đầu đặt vấn đề về vấn đề gọi là thân phận của những người Palestine, tiếp đến là những quốc gia Ả Rập. Những quốc gia Ả Rập gồm có Saudi Arabia, rồi uh, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi Ai Cập, Jordan, những quốc gia có ban giao và chưa có ban giao với Do Thái. Họ sẽ phản ứng như thế nào nếu như mà tình trạng mà vây đánh tất cả nhóm Hamas và vẫn tiêu diệt được Hamas nhưng à, người dân khổ nhất vẫn là người Palestine và chính quyền của Palestine tức là chính quyền của ông Mahmoud Abbas là tổng thống của Palestine thì quý vị cục diện này là cục diện có thể xảy ra nhất có nghĩa là tất cả những quốc gia này sẽ lên tiếng kêu gọi do Thái là chấm dứt hành động bức hại đối với người Palestine họ gọi đây là hành động bức hại đối với người Palestine khi mà do Thái phong tỏa toàn bộ mọi thứ các vị biết là từ mấy ngày nay là không có điện, không có nước, không có thực phẩm, không có nhiên liệu, không có bất cứ một cái gì ở giải Gaza cả. Do Thái đã phong tỏa toàn bộ hết rồi quý vị. Và nếu tình trạng này kéo, kéo dài thêm một vài tuần nữa thì chắc chắn rằng cái người Palestine ở đây phải chịu đựng rất cực khổ. Nơi đây duy nhất là cái nơi mà cái người những cái người mà được đi ra đi vô là nhân viên của Liên Hiệp Quốc thôi. Nhân viên của Liên hợp quốc và những người này cũng là những người sẽ đưa tin tức về à, cuộc sống của người Palestine ra thế giới bên ngoài. Ra thế giới bên ngoài là do những người này, những người này làm việc cho Liên hiệp quốc đặc trách về cứu trợ người Palestine. Thì duy nhất chỉ có những người này có thể ra vào ở giải Gaza thôi. Thì quý vị, tình hình này sẽ đi tới một cái thỏa thuận. Tôi dự đoán là sẽ có một cái thỏa thuận là phía do Thái sẽ chấm dứt tình trạng phong tỏa giải Gaza và vẫn tiếp tục truy bắt Hamas với lời cam kết là phía chính quyền Palestine phải hợp tác toàn diện với do thái tức là chính quyền của ông Mahmoud Abbas tổng thống của Palestine bên cạnh đó thì đây cũng là cái dịp mà do thái có thể đạt được một số những cái sự hòa giải của khối ả rập sự hòa giải đó là Saudi Arabia, Kuwait và à, những quốc gia khác, Qatar có thể kết nối ban giao với do thái để xoa dịu cơn nổi giận lần này tại vì cơn nổi dần lần này do thái có thể sẽ à, dí hamas <laughs> hezbollah và Shia, và họ sẵn sàng tấn công tráo riết ở ngoài địa trung hải thì lực lượng hoa kỳ đã có mặt để kèm chế tức là lực lượng quân sự của hoa kỳ đã có mặt để kèm chế thì các quốc gia ả rập này sẽ không đưa quân để mà xung đột với do thái họ sẽ không đưa quân xung đột với do thái mà ngược lại họ chỉ kêu gọi phía do thái là giảm bớt tất cả những cái uh, biện pháp nặng nề để cho người Palestine dễ thở. Thì quý vị, do thái lần này ông Netanyahu sẽ đẩy cái à, mức độ lên tới tàn khốc nhất. Tại vì khi mà lên tới tàn khốc nhất thì nó chỉ có hai kết quả. Kết quả thứ nhất là họ sẽ bắt đầu nhắm vào Iran và kêu gọi và tìm cách gọi là trừng phạt Iran để chấm dứt cái tình trạng Iran tiếp tục hỗ trợ cho những nhóm hồi giáo này. Đó là cái mà tích cực. Nhưng cái tiêu cực thì tất cả những quốc gia này sẽ lên tiếng và áp lực ngược lại Do Thái. Họ kêu gọi Do Thái là phải chấm dứt tình trạng phong tỏa giải Gaza. Thậm chí là họ sẽ kêu gọi Liên Hợp Quốc là đưa một cái lực lượng gìn giữ hòa bình vào trong giải Gaza. Như điều này thì Do Thái đã bác bỏ nhiều năm rồi. Từ nhiều năm nay, Do Thái đã bác bỏ không để cho bất kỳ một lực lượng gìn giữ hòa bình nào có mặt ở giải Gaza và vùng Tây Ngạn để gìn giữ an ninh trật tự. Hầu hết là Do Thái chủ động. Và giờ đây thì các quốc gia này sẽ áp lực chuyện đó Phía Do Thái sẽ bày tỏ thái độ cứng rắn. Thì quý vị cuối cùng sẽ đi tới một thỏa hiệp. Thỏa hiệp đó là những quốc gia lớn cấn chưa ban giao với Do Thái có thể sẽ đem đem việc ban giao trở thành điều kiện để đổi lại một cái dễ thở cho người Palestine. Tức là hiện nay thì quý vị biết là bên phía của Riyadh tức là phía của Saudi Arabia đang có những cái giao tiếp với phía Do Thái mà nếu như Saudi Arabia mà quyết định ban giao với Do Thái nếu họ quyết định ban giao với Do Thái thì có nghĩa là những quốc gia Ả Rập khác cũng có thể đi theo phía của Saudi Arabia. Đây là cái cơ hội mà Do Thái có thể bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với lại các quốc gia khác. Nhưng đổi lại, đổi lại thì Do Thái sẽ buộc chính quyền Palestine cộng tác với họ để mà đẩy nhóm Hồi giáo Hamas ra khỏi lãnh thổ của giải Gaza. Và coi như biến cái tổ chức này thành cái tổ chức giống như tổ chức ISIS, tức là phải trốn chui, trốn nhũi ở trong các cái xào huyệt chứ không còn sống gọi là rải rác ở trong cái cộng đồng người Palestine nữa. Đó là điều thứ nhất và điều thứ hai, ngược lại do Thái đồng ý là sẽ thiết lập một cái đất nước Palestine. Nhưng với điều kiện là không có dính tới Jerusalem. Tại vì cho tới giờ phút này sự bế tắc việc lập quốc của Palestine với lại của Do Thái đã bị bế tắc. Thứ nhất là do nhóm Hamas, nhóm Jihad và nhóm Hezbollah quyết cứ thúc đẩy cái việc gọi là đòi hỏi miền Đông Jerusalem là thủ đô của người Palestine. Trong khi đó thì Do Thái bác bỏ. Do Thái vẫn nói Jerusalem là thủ đô của họ. Do đó lần này cái cuộc chiến của à, Do Thái với Hamas sẽ đi tới cục diện có thể có thể xảy ra kịch bản này là các quốc gia Ả Rập cộng với lại Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ áp lực Do Thái phải ngồi xuống bàn đàm phán ngồi xuống bàn đàm phán thì trong đó do thái sẽ đặt ra một số điều kiện thứ nhất là chính quyền palestine phải tuyên bố hamas jihad và hezbollah là những tổ chức khủng bố và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia như là hoa kỳ liên hiệp âu châu và do thái để mà tiêu diệt khủng bố đổi lại do thái sẽ xác nhận là sẽ có một cái lộ trình hoặc là một cái thời điểm để chính thức palestine lập quốc nhưng không có miền đông jerusalem không có miền đông Jerusalem làm thủ đô của người Palestine. Và thứ hai là các quốc gia đang lân khân là thiết lập ban giao với Do Thái. Đây là cái kết quả chung cuộc của cuộc giao tranh giữa Hamas và Do Thái có thể xảy ra cuộc diện này. Bởi vì từ lâu nay quý vị, nhiều quốc gia Ả Rập kể từ sau cuộc chiến năm 1967 thì có chỉ có Ai Cập với Jordan là ban giao với Do Thái. Rồi sau này tới năm 2020 thì có thêm vương quốc Ả Rập Thống Nhất à, uh, Bahrain, rồi uh, Morocco và Sudan là bốn quốc gia đã ký hòa ước với Do Thái và uh, bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với Do Thái dưới cái sự uh, trung gian của Tổng thống Trump gọi là Abraham Accords. Thì tổng cộng là có 6 quốc gia Ả Rập trong tổng số 28 quốc gia Ả Rập là ban giao với Do Thái thôi. Thì lần này nếu như mà Do Thái đạt được mục tiêu của họ, tức là biến tổ chức Hamas tổ chức Jihad và tổ chức Hezbollah trở thành những tổ chức khủng bố chính thức bị tiêu trừ và bị uh, tiêu diệt bởi cộng đồng quốc tế và Do Thái. Thì quý vị, mục tiêu thứ nhất Do Thái có thể đạt được. Mục tiêu thứ hai là bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với những quốc gia Ả Rập còn lại. Đó là mục tiêu thứ hai. Và ngược lại, người Palestine cũng sẽ đạt được mục tiêu của họ là chính thức sẽ có một quốc gia Palestine nhưng không có miền đông Jerusalem. Đây là cái áp lực của Do Thái sẽ ép chính quyền của ông Mahmoud Abbas, tức là ông tổng thống của Palestine. Thì chính quyền của ông ta là chính quyền dân sự, <laughs> gọi là PLO. <laughs> chính quyền PLO là chính quyền dân sự. Và chính quyền của ông ta thì vẫn dung dưỡng cho Hamas, cho Jihad và cho Hezbollah. Do đó lần này ông ta phải đi tới cái quyết định dưới áp lực của cả khối Tây Phương dưới áp lực của cả khối Tây Phương buộc phía Palestine là phải tuyên bố chính thức Hamas, Jihad là những tổ chức khủng bố. Và như vậy thì điều này có, điều này có thể xảy ra. Nhưng khi mà đưa ra cái sáng kiến gọi là đưa lực, lượng gìn giữ hòa bình tới à, khu vực giải Gaza và vùng Tây Ngạn đó. Thì quý vị, điều này Do Thái sẽ không chấp nhận. Điều này Do Thái sẽ không chấp nhận. Tại vì Do Thái không để cho lực lượng gìn giữ hòa bình can dự vào đây từ nhiều năm nay rồi. Từ nhiều năm nay đã nhiều lần Palestine và một số quốc gia đã lên tiếng kêu gọi đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào đây, nhưng mà do Thái không chấp nhận, Hoa Kỳ cũng không chấp nhận. Do đó thì cái sáng kiến mà đưa lực lượng gìn giữ hòa bình liên quốc vào sẽ không được thực hiện. Nhưng cái việc mà cái chung cuộc để kết thúc cuộc chiến này, để kết thúc cuộc chiến giữa Hamas và do Thái thì quyết định cuối cùng vẫn là người Palestine và các quốc gia Ả Rập cái người Palestine muốn lập quốc thì bắt buộc họ phải xếp lực lượng Hamas, lực lượng Jihad vào trong danh sách là những tổ chức khủng bố và phối hợp với Hoa Kỳ, với Âu Châu, với Nhật Thái để diệt trừ khủng bố thì đám Hamas sẽ tự nhiên biến thành một cái tổ chức giống như là ISIS. Thì điều này chắc chắn Iran và Nga, Trung Quốc sẽ phản đối. Tại vì ba quốc gia này đều có mục tiêu riêng để phản đối. Nga và Trung Quốc có chung một mục tiêu là khiến cho Hoa Kỳ phải lúng túng ở khu vực Trung Đông. Iran nếu như mà phía của do Thái và các quốc gia khác mà xác nhận ba tổ chức hồi giáo trên là ba tổ chức hồi giáo khủng bố một cách chính thức thì quý vị Iran sẽ phải chấm dứt việc tài trợ còn nếu không thì chính họ sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. Chính họ sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. Thì điều này có thể xảy ra trong vòng vài tuần lễ tới khi mà phía do thái bắt đầu có những cái hành động gây gắt và cứng rắn cũng như là à, khắc nghiệt dành cho người Palestine ở và giả tại giải Gaza hiện nay thì gần như người ở giải Gaza là bây giờ tôi nói thì quý vị là họ không còn biết cái cách sống ra sao tức là trong cái giây phút này là họ không có đủ thực phẩm họ không có các cái phương tiện cần thiết và bên cạnh đó sinh mạng của họ bấp bên mỗi một giờ đồng hồ chứ không phải là mỗi một ngày nữa sinh mạng của họ bắp bên mỗi một giờ đồng hồ cứ một cái bom của do thái dội xuống đây là lại có thêm sinh mạng của người palestine biến à, chết tại vì lần này thì do thái dội bom rất tàn khốc quý vị họ tàn phá tất cả những cái uh, hạ tầng cơ sở ở tại giải gaza thì quý vị tình hình này nó sẽ dẫn tới cục diện trên và cùng một lượt thì phía tây phương cũng sẽ áp lực do thái bởi vì phía pháp đã báo cáo ít nhất là có 100 cái hành động tổ chức chủ nghĩa bài do thái đã bùng nổ ở tại nước Pháp và có thể cái cái phong trào này nó lan rộng ở Âu châu rồi nó sẽ lan rộng ngược trở lại nước Mỹ. Nước Mỹ thì đã có hai ba cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine nhưng chưa phải là cuộc biểu tình gọi là bài do thái. Nhưng có thể nó sẽ biến màu từ cái cuộc biểu tình gọi là ủng hộ Do Thái của nhiều người Mỹ thì sẽ có nhiều thành phần gọi là khuynh tả sẽ bắt đầu tham gia vào cái phong trào bài Do Thái. Lúc bây giờ thì quý vị thấy các cuộc biểu tình diễn ra ở New York, ở DC. Chỉ là những cuộc biểu tình ủng hộ cho người Palestine thôi, chưa phải là cuộc biểu tình bài Do Thái. Nhưng mà bây giờ họ có 4 dân biểu quốc hội ở trong cái quốc hội Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy cái chủ nghĩa bài Do Thái và kêu gọi chấm dứt tài trợ quân sự cho Do Thái. Đương nhiên thì họ là thiểu số rất ít, tại vì đại đa số thành viên trong quốc hội Hoa Kỳ từ dân chủ qua tới cộng hòa đều hỗ trợ hết mình cho Do Thái và Do Thái là một cái một cái mối quan hệ xương sống với Hoa Kỳ mà quý vị. Do đó những người này không làm được gì. Tuy nhiên thì cái áp lực biểu tình của Âu Châu và một số nơi tại Mỹ có thể sẽ tạo áp lực cho chính quyền Joe Biden và chính quyền của Joe Biden cũng sẽ lựa lớp lúc này và đặt vấn đề với Do Thái. Đặt vấn đề với Do Thái về thân phận của người Palestine. Thì quý vị, đây sẽ là cái cục diện mà nếu cuộc chiến này kéo dài thêm một tuần hai tuần lễ nữa, thêm một hai tuần lễ nữa, nếu cuộc chiến này vẫn tiếp tục kéo dài, do Thái vẫn à, dội bom mỗi ngày vào giải Gaza và tiếp tục truy bắt và xông vào các trại tị nạn, đột kích vào các cái khu vực của người Palestine để truy bắt thành phần của Hamas, thì quý vị trong lúc mà có chiến tranh, thì đương nhiên những cái hành động mà đụng tới người dân hay dân thường là thường xuyên xảy ra, tức là sẽ có một số thường dân vô tội sẽ bị tà thiệt mạng, bị đánh đập hoặc là bị tra tấn, đại khái như vậy thì bắt buộc nó sẽ phải xảy ra. Và khi nó xảy ra như vậy thì nó sẽ có một cái phản ứng. Họ sẽ có một cái phản ứng mà cái phản ứng đó thì rất là yếu ớt. Có điều là cứ vị đã thấy là phía Âu châu, phía của uh, Liên hiệp quốc đã bắt đầu lên tiếng nhắc nhở về trường hợp của Palestine. Có nghĩa là nó đang đốt một ngọn lửa âm ỉ để có cái cớ ngăn chặn cái hành động quá tay của do thái ngăn chặn hành động quá tay của do thái thì điều này có thể dẫn tới một cái hậu quả là cuối cùng quý vị do thái có thể đạt được mục tiêu của họ tức là thứ nhất là sẽ biến tất cả tổ chức hamas jihad trở thành tổ chức khủng bố chính thức tới bây giờ thì chỉ có âu châu hoa kỳ là xem, do thái, xem những tổ chức này là khủng bố thôi những quốc gia ả rập hay là uh, thổ nhĩ kỳ họ chưa xem Hamas hay là Jihad, kể cả Hezbollah là những tổ chức khủng bố. Lebanon là cái nơi chứa chấp tất cả thành phần chính trị lẫn cánh vũ trang của Hezbollah. Họ vẫn chưa có bị xác nhận là những tổ chức khủng bố giống như trước đây. Trước đây, quý vị, năm 2014, khi mà tổ chức Hồi giáo Sunni đã lập ra cái nhóm Hồi giáo ISIS chiếm lĩnh ở Syria, ở Iraq và một số khu vực khác đó, quý vị, để thành lập một cái caliphate của Hồi giáo đó thì tất cả thế giới đều xem ISIS là phần tử khủng bố. Và trước đó thì quý vị nhớ mạng lưới Al-Qaeda cũng bị xem là tổ chức khủng bố, bị rượt đuổi trên toàn cầu luôn. Thì quý vị, lần này Hamas, Jihad và Hezbollah có một số quốc gia Hoa Kỳ và đồng minh thì xem là tổ chức khủng bố. Nhưng mà Nga, Trung Quốc rồi những quốc gia Ả Rập, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn chưa xem những nhóm này là tổ chức khủng bố Do đó Cái cuộc chiến giao tranh này Nó vẫn là Nó vẫn có một cái à, Gọi là một cái phân chia Của thế giới Đối với cái tình hình của Do Thái Thì do đó quý vị Lần này Do Thái có thể đạt được cái mục tiêu thành công Là buộc Là khiến cho cả thế giới Đưa tất cả những tổ chức này Vào danh sách những tổ chức khủng bố Nhưng đổi lại Thì Do Thái dành cho Palestine lập quốc sớm hơn Thay vì cái cục diện này kéo dài 30 năm rồi. Kéo dài 30 năm rồi quý vị. Thì bây giờ có thể tới lúc người Palestine sẽ chính thức được lập quốc. Có điều là họ phải rút lại cái điều kiện. Cái điều kiện mà đòi hỏi miền đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Thì điều này Do Thái không chấp nhận. Điều này Do Thái không chấp nhận và gần như là nó sẽ là một cái cuộc nó đã là một cái tâm điểm tranh chấp trong nhiều năm nay thì quý vị, lần này ông Mahmoud Abbas sẽ phải rút lại cái điều kiện này. Nếu như người dân Palestine muốn sinh sống một cách hòa bình và có một cái hướng phát triển. Tại vì quý vị, giải Gaza có một cái địa thế tốt là đối diện với mặt biển Địa Trung Hải. Thì ít nhất họ có được cái cửa biển, họ có được cái biên giới với lại phía của Ai Cập rồi quý vị, họ có được những cái giao thương. Họ sẽ làm việc nhiều hơn họ sẽ bắt đầu phát triển kinh tế tốt hơn với điều kiện là chấm dứt cái chủ nghĩa dung dưỡng cho chủ nghĩa khủng bố của Hamas và Jihad và đồng thời từ bỏ cái giấc mơ là Jerusalem sẽ là sẽ là, là thủ đô của họ thì nếu người Palestine đồng ý chuyện này thì coi như do Thái đạt được mục tiêu và vấn đề Palestine là vấn đề lấn cấn giữa do Thái và các quốc gia Ả Rập còn lại nếu Palestine được lập quốc thì các quốc gia Ả Rập còn lại cũng không có lý do gì từ chối không thiết lập ban giao với Do Thái. Xưa nay họ từ chối, họ không thừa nhận Do Thái. Là bởi vì vấn đề của người Palestine. Nay nếu như Palestine mà bị áp lực phải đi tới cái thỏa thuận này để chấm dứt cuộc chiến ở tại giải Gaza. Thì bắt buộc phía Palestine sẽ phải nhượng bộ. Sẽ phải nhượng bộ. Thì trong cái nhượng bộ đó là hai điều kiện mà tôi vừa nêu ra. Như vậy thì quý vị, cuộc chiến này Do Thái bị tổn thương cả ngàn người Nhưng cái giá trị mang lại cho họ Là một cái giá trị to lớn Cái giá trị mà 50 năm qua Họ tranh đấu không ngừng nghỉ Để đạt được Tức là chính thức sẽ có một quốc gia Palestine Nhưng Jerusalem Chính thức sẽ là thủ đô của Do Thái Thì quý vị trong 50 năm qua Do Thái có có những cái cuộc gọi là Căng thẳng với khối Ả Rập Và căng thẳng với một số quốc gia Âu Châu Cũng vì vấn đề của Jerusalem thì hy vọng rằng lần này với cái cuộc chiến mà nhắm vào nhóm Hamas và nhóm Hezbollah và Jihad thì phía vấn đề còn lại là phía Palestine họ có chấp nhận điều kiện này để đổi lại cho 2.3 triệu dân của Palestine đang sinh sống tại giải Gaza có được một cái cửa thoát hay không. Chứ nếu không quý vị, nếu mà do Thái siết chặt và tiếp tục nghiêm khắc và nghiêm ngặt tới mức độ này đó quý vị thì tôi không biết số phận của người Palestine sẽ ra sao. Tôi thật sự không biết số phận của người Palestine sẽ ra sao. Bởi vì như vậy là gần như là đi một cái bước. Nếu mà bây giờ quý vị có mặt ở tại khu vực này. Thì quý vị sẽ thấy được cái sự tàn khốc của cuộc chiến này. Tức là những người dân ở giải Gaza không còn cửa thoát nữa. Ai cập đóng cửa rồi. Đó. Ai Cập đã phong tỏa toàn bộ biên giới Tức là người Palestine cũng không đi lánh nạn được bên Ai Cập luôn Không đi lánh nạn được luôn Họ bị kẹt tại giải Gaza Họ bị kẹt tại giải Gaza, không còn đường nào khác hết. Do đó quý vị, lần này có lẽ là Do Thái sẽ tăng cường áp lực rất là nhiều. Nhất là bây giờ phía Do Thái đã có một cái chính quyền thống nhất, tức là đảng đối lập. Ông Benny Gantz, ông Benny Gantz là lãnh đạo của đảng đối lập, đã xuất hiện chung với đại đảng cầm quyền, tức là đảng của ông Netanyahu, và cam kết rằng sẽ bảo vệ lãnh thổ Do Thái. Có nghĩa là Do Thái đã tạm thời trong giai đoạn trước mắt, họ sẽ có một cái uh họ sẽ có một cái chính quyền thống nhất và cái còn lại là sử dụng cái trận cái trận chiến quân sự này để đạt được một cái giải pháp chính trị theo ý của do thái thì trước sau gì các quốc gia như hoa kỳ tây phương cũng sẽ ép hai cái vùng lãnh thổ này ngồi xuống sử dụng một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này và cuộc chiến này nếu tiếp tục kéo dài thì cái vị nó ảnh hưởng không nhỏ đó là tôi đặt trường hợp là do Thái không mở rộng cuộc chiến với Iran thì kết quả của cái cuộc gọi là tấn công lần này sẽ đẩy tới một cái kết quả khác. Đó là cái kịch bản thứ hai mà tôi đặt ra cho cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Thật sự quý vị, đáng lý nó đã kết thúc từ sớm. Nếu không dung dưỡng cho lực lượng Hamas và trong thời gian từ năm 2007, Hamas đã nắm quyền tại giải Gaza. Họ gần như là điều khiển toàn bộ giải Gaza. Do đó quý vị, phía Do Thái phải lui lại và họ đã nhường lại. Đáng lý là 2005, họ đã trao trả Gaza về cho người Palestine. Nhưng mà do cái nắm quyền của nhóm Hamas ở giải Gaza 2007 khiến cho Do Thái phải đề phòng tất cả các cái đường biên giới với giải Gaza. Thì lần này quý vị, tôi nghĩ rằng sẽ có một cái giải pháp chung. Mà cái giải pháp này tôi nghĩ rằng là khối Âu Châu và đưa ra và Hoa Kỳ có thể à, đáp ứng và áp lực lại với Do Thái Nhất là chính quyền của Joe Biden Sẽ áp lực lại với Do Thái Là sẽ phải có một cái giải pháp chính trị Để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu Thì quý vị đây sẽ là một trong những cái Mà tôi nghĩ rằng sẽ có Bởi vì họ sẽ để cho Do Thái quyền tự vệ Trong vòng mấy tuần lễ Sau mấy tuần lễ Họ bắt đầu áp lực Do Thái Bây giờ thì tất cả mọi quốc gia đều ủng hộ Cho quyền tự vệ của người Do Thái Tức là để cho Do Thái có thể à, toàn quyền À, trả đũa về cái chết của những người những nạn nhân do thái nhưng mà quý vị cuối cùng sau đó thì sẽ phải đi tới một giải pháp chính trị thì đây sẽ là cái kết quả mà chúng ta có thể dự đoán được trong cái cuộc chiến của Hamas và do thái cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này hy vọng rằng là vài tuần lễ nữa thì đi tới một giải pháp chính trị thì sẽ bớt đổ máu và ít nhất có được một cái cửa thoát cho cả dân tộc do thái và cả dân tộc Palestine để tránh những cuộc xung đột trong tương lai đó là phải sự dứt khoát với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, trong đó gồm có Hamas, Jihad và Hezbollah. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!